Cả nhà ơi, tiệm mèo Sen hôm nay về một bé mèo anh lông ngắn màu xám xanh nha mọi người nha. Một bé mèo siêu đẹp, siêu mập ú rồi mọi người ạ. Lông thảm cực kỳ dày mọi người nha. Trời ơi, một em mèo anh lông ngắn xám xanh xinh hết nước chấm các bạn ạ. Mắt màu vàng đồng, mép dày, lông thảm, đuôi rất là to và ngắn nè mọi người nè. Mọi người nhìn thấy chất lông và đuôi của bé chưa? Bao đẹp, bao phê nha mọi người nha. Wow, đỉnh chóp thật mọi người ạ. Úi trời ơi, nhanh nhẹn lắm mọi người nha. Vừa mới từ trại lên xong, không hề lại nhà một chút nào. Rất là nghịch ngợm luôn. Mọi người thấy đây ạ. Xinh thế nhỉ? Con của ai mà xinh thế? Mọi người ơi, bé mèo anh lông ngắn xám xanh này giá cực kỳ rẻ luôn mọi người ạ. Chỉ có 3 triệu nhá mọi người nha. Mọi người tin được không? Một em mèo anh lông ngắn xám xanh form to mập như này mà chỉ có 3 triệu. Đúng là giá này chỉ có tiệm mèo Sen mới có thôi mọi người ạ. Em ơi, vừa thấy chưa? Mép dày không ạ? Chân to chưa ạ? Mèo xinh mà cá mềm thế này không mua thì hơi bị phí nè mọi người nè. Sen mà ưng con bé thì phải liên hệ tiệm chúng mình ngay nha. Ôi, càng nhìn càng yêu, chừng một đám về nuôi hết thôi. Thôi mình kết thúc video đây mọi người ạ. Mọi người mình đón bé thì phải liên hệ ngay nha. Bye bye mọi người.